Ơi, làm cái gì đây? Vào đây. Ui à. Vừa xuống Quân Lâm ạ. Tươi thế, ui dồi, nó vẫn dậy này. Về. Ờ. 250 cần về trứng đấy ạ. Ui thế à? Chế biến thôi, có ai không? Hôm nay cho chúng nó căn vợ đi chế hết rồi. À thế à? Ờ. Chế biến đi làm đi. Dạy tôi, tôi về và làm cho vợ con ăn cái. Rửa đã. Rửa đi. Bơi rửa, ui dồi, về về béo tươi thế. Vừa về à? Cái này riêng có nghe chưa? Chết ông phủ không có mà ăn. Được, đấy. Thầy đấy. Đây, các thứ chuẩn bị đây. Được. Nâng tôi một cái rổ khác nào. Đi rồi. Ủa, tươi nhờ. Tươi rồi giỏi. Thầy đấy. Cái này mấy cân đấy? Cái này hơn cân thôi. Có ít người mà. Hai thằng thường cân làm thế, có bọn ai không? Thôi, anh em mình quá. Ê, dậy đi, tôi về hôm nào rảnh okay. Rỗi đi, kẻ về làm cho bọn okay. Ăn nghe. Làm món gì đấy? Hôm nay là tôi sẽ làm món gọi là bề bề luộc khan. Đấy. Đấy. Luộc khan này, từ hơi mới đấy. Đấy, cho hết vào đây nhá. Ờ, dậy đi. Với lại một món nữa gọi là món miến nấu với lại nước là bề gọi bề là à? Canh bề bề đấy à? Canh bề bề đấy. À, món này được okay. Ăn rồi. Rồi. Bây giờ cho gia vị cho nhá. Xả ớt này. À. Nhiều xả không? Vừa thôi, bát con thôi. À, xả ớt cho đi. À. Trông cũng cuốn đâu gì phết đấy. Ờ, à, được. Có gì nữa? Thêm một ít bột canh. Ít thôi, nhưng mà mặn đấy. Cho hai thìa mì chính. Rồi. Thế chuyên nghiệp, mát được chép ra hết nhỉ. Ít đường nhá. Ờ. Đấy, thế là ok đấy. Gì nữa? Đó, đổ ít nước vào. À, đây, còn gì? Cái gì đó vậy? Rượu, thêm một ít rượu. Đấy. Thìa rượu thôi. Không là say đấy, chưa uống mà đã say đấy. Ừ. Một thìa? Thìa thôi, thìa hai thìa thì đấy, tùy. Ừ, nó rượu vào nó sụp. Hô. Đó, phải thôi. Đấy, xong rồi cho ít nước. Ít nước nha, luộc khan là ít nước mọi người nhá. À. Bây giờ nó ra tí nó ra nước. Đấy, đừng cho nhiều nước mất ngon. Thôi cho bếp thôi. Nhanh thế. Đừng ra cùng nghiệp mà chả nhanh. Cái món cái rau này để làm gì đấy? Đấy là tí nấu canh đấy. Được làm miến à? Đấy, xong. Hôm nay Quân Lâm với ai vậy? Quân Lâm với lại ông Anh. À, anh có cái gì không? Đi xuống chủ yếu kiếm ít bề thế còn. Nay huấn luyện viên nó xả trại đồng chí ạ. À thế à? Hôm nay văn sĩ nó xả trại cho đi chơi. Ê, đầu tóc không cắt ăn được. Đầu tóc cắt được rai phết đấy chứ. À, với cắt tóc còn chả gọi gì cả. Mai cắt tóc sẽ nó có đổi vận. Mai nó ghi bàn đâu. Này hấp có nhanh không? Nhanh rồi, 5 phút nhá. Ừ. Đây, tí nữa có món biến đây. Biến này. Tí nữa là biến này. Đây là tí nữa để pha nước chấm. Đây. Làm luôn đi. Ờ, thôi pha nước chấm luôn nhá. Ừ. Tí nữa là khử luôn thôi. Nước chấm ít mù tạp này. Ớt đó, này. Mù tạp à? À, mù tạp. Mù tạp Zippo với em. Anh chọn ai? Chọn thằng rượu hơn. Rượu à? Mì chính à? Hai phát mì chính. Ờ. Một ít bột canh. Cũng biết làm ra phết, huấn ra gì ra phết đi chứ đi. À, huấn ra gì mới bế rồi. Bế rồi à? Nó lại về rồi mà, bế đâu? Ừ, sắp lại bế tiếp rồi. Bế lần này là quá tội đấy. Ông cho thêm tí đường, tôi thích ăn đường thôi. Thích ăn ngọt à? Ừ, thích ăn ngọt. Đáng nữa đi.
chanh đánh đều lên thì cái này làm được. Cái này thêm mắm à, cho chanh này thì cho mắm sau, nào ăn thích nước mắm thì cho mắm sau à, không ăn muối ấy không thôi. Đánh đều lên được cái gì, cái này dễ, cái này đơn giản lắm. Miếng tắc đấy nhá, cho nó thông. À thế thì hai loại, vừa chanh vừa quất à? Ê, khác người. À, điều kiện là chơi cả chanh cả quất. À, đưa ra ngoài nha. Nếm thử luôn xem nào. Ờ, đi ra gì không? Chắc là được đấy. Này dọc cùng bụi sướng lắm đây này, không muốn bắt họng luôn. Ừ. Đang ngạc bụi đã đỏ ra chưa đỏ. Này một đỏ mới được nha mọi người nhá, lúc nữa tí tí nữa à. Mai đi đá bóng không? Có đá đâu đấy đá... đi giao linh dưới huyện mà à. Đây nhìn cắt tóc nhìn trông trẻ trông đẹp da thế, nhìn nó bị trẻ ra mấy ngày nhỉ, mấy ngày tuổi nhỉ? Chưa. Bây giờ còn quay đi. Ui giời, rất chuyên nghiệp. Trình ông giờ này có rồi đấy. Mới đào bôn ba này. À đấy ạ. To lửa lên thôi nhanh. Nói lắm được, ngọt thơm rồi đấy, thơm quá. Mùi đấy, dậy mùi đấy. Dậy mùi đấy. Mở bát nhá. Đấy. Mở bát nhá, chắn lẻ này. Trời. Nó được rồi á. À, làm canh à, nấu làm canh à. Bây giờ lấy ra khoảng mấy con để làm canh. Ừ. Làm canh. Đấy. Ôi dồi, về trứng ngon nhỉ. Ui. Loại này mà ra cát bà là hơi to tội đấy. To tội đấy. Nhiều tội luôn đấy. Nhiều tội đấy. Đây là MasterChef Hoàng Vlog thể hiện món canh bề bề. Canh miến bề bề. Mấy con này à? Một con 3 4 con thôi, không cần nhiều. Thì cái nước nó ngọt rồi. Nước nó ra là ngọt. Ngọt đấy. Ông có vẻ là chuyên nghiệp đấy. Chuyên nghiệp đấy. Ôi, nhiều nước nhỉ. Này nó không có nhiều nước mà. Ngon mà đấy. Được. Bóc lấy thịt đây gì? Không lấy thịt phải không? Này nấu canh, băm để xào nấu canh. Nhưng con này trứng đấy. Toàn trứng. Được trứng không? Toàn trứng luôn. Ui, ngon thế. Ui. Này hút rượu lắm. Nóng nóng. Hết gà rồi. Đó là được rồi đấy, cái này tóc thôi. Chín được. Chín rồi. Ừ, chín được rồi. Còn 5 phút nữa rồi đấy.
nào về nấu cho vợ ăn lại ngon đấy nhỉ. Ăn này, ăn không đéo bỏ đi được đâu. Ừ. Ai ở nước này. Cái rau thơm này là rau gì đấy? Mùi, mùi tàu. Mùi tàu với hành hành lá. Hành lá. Cũng đơn giản nhỉ. Thế thôi, thế thôi thì nói chung là món này đơn giản mà chất lượng. Ừ, ngon đúng không? Ngon. Món này ông nấu cho em một lần rồi, biết rồi. Hôm nay thể hiện lại. Này. Đi thấy nó ngon quá thì làm tí về. Để trứng, nhiều trứng chưa? Ai dạy mà biết làm món này? À, hôm nay thằng em rể dạy mà. Em rể à? Mà ông nó có vợ đâu mà em rể. Tương lai à? À, trứng nè. Đấy. Ui. Ngon đấy. Đây, tôi lấy chảo cho ông. Tí cho nó ngấm gia vị. Ừ. Được đấy, ngon đấy. Em bảo huấn dâu gì mà lại. Chết ông phủ không ăn đâu. Ừ. Uống rượu, uống bia đây. Rượu đi. Rượu à? Đừng nói là hết ga nhá. Rồi, lấy cái chảo cũng được rồi. Chuyển sang bếp điện đó. Thế là cái này là phi hành mỡ lên xong rồi nấu thì bỏ miếng là được cái gì? Còn đấy, nó lại hết đèn ra rồi. Tôi gọi ga đi. Đấy, thì bếp điện không đâu, bỏ bếp điện được. Điện đâu, cho bếp điện được. Ngon đấy. Gà rất là đúng lúc đấy nhá. Đúng lúc mình sang là hết gà, thế mới tải. Rồi ra thì cầm đi thôi. Bộ môn nhà hơi bị nhiều bếp đấy. Mới thứ hai hôm qua à? Phi hành mỡ xong rồi bỏ vào nước là được cái gì? Thôi tôi chuẩn bị anh em mình nện nhỉ? Thôi chuẩn bị thôi. Chuẩn bị đi nhá. Đi chuẩn bị đi.